xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia, giáp mặt trùng buôn hổ trên mạng, buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ như cao. Móng vuốt, da, xương, nanh đều bị pháp luật Việt Nam cấm dưới mọi hình thức hổ thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp. Quy hiếm 1B, vậy nhưng trên thị trường chợ đen vẫn tấp nập diễn ra các hoạt động mua bán hổ và các sản phẩm từ hổ. Sự kiện, tin nóng dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, chỉ cần gõ vài từ khóa liên quan sẽ thấy xuất hiện rất nhiều lời mời chào mua bán gần như không thiếu loài động vật quý hiếm nào. Từ rắn, tê tê, mèo rừng cho đến loài được mệnh danh là chúa sơn lâm như hổ, thậm chí cả voi. Tê giác, sư tử, chúng tôi cũng bắt đầu từ đường này, tấp nập chợ cao hổ trên mạng. Lần tìm trên mạng xã hội, chúng tôi có được số điện thoại của một người tự xưng là dân chuyên buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ ở huyện Diễn Châu nghệ an trao đổi qua điện thoại người này cho biết sừng tê giác ngà voi em cũng cấp cho anh được đẳng cấp là cao hổ báo em sẽ gửi hình ảnh qua zalo cho anh hổ đã làm thịt hoặc nguyên con còn sống đều có nếu nấu cao em cho người nấu tận nhà xếp luôn nấu cao gì cũng có thịt hổ được bày bán công khai trên mạng xã hội còn trên rất nhiều kênh youtube các video phản cảm về cảnh giết hổ nấu cao quảng cáo buôn bán các mặt hàng liên quan đến hổ rất nhiều Ví dụ kênh YouTube SN, của người tên Quy liên tục đăng tải những video liên quan buôn bán các sản phẩm từ hổ như móng vuốt với giá chợ đen là 3. 5 triệu đồng, chiếc, nanh hổ giá chợ đen từ 5 tháng 10 triệu đồng, chiếc, không chỉ hổ và mà nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm khác cũng được quảng cáo mua bán khá ngang nhiên. Những hình ảnh, video tương tự cũng được đối tượng này tiếp tục quảng bá trên tài khoản Zalo của mình. Quy luôn khẳng định quan điểm bán hàng của mình lấy chữ tín lên hàng đầu, khách tin tưởng có thể chuyển tiền qua ngân hàng rồi nhận hàng. Hoặc sẽ gửi hàng tận nơi, xem đúng hàng rồi mới trả tiền, đáng chú ý, các trang cá nhân của Quy có hàng nghìn người đăng ký theo dõi. Cũng trên mạng xã hội, có đối tượng còn cập nhật thông tin trên trang cá nhân của mình với những hình ảnh hàng chục con hổ bị giết. Lột da, dốc thịt, treo lùng lẳng như những chú lợn vừa bị giết thịt treo trong lò mổ chuyên nghiệp ở nước ngoài, không chỉ thế chủ tài khoản này còn đưa hình ảnh máu me các công đoạn giết thịt hổ lên mạng thậm chí quay video đưa lên để lấy lòng tin của những người có nhu cầu các mẻ nấu cao hổ được người nấu và bán quay video phát trực tiếp để người mua quan sát theo đó từng rổ xương hổ to rồi được nấu cô đặc thành cao sau đó cắt thành từng miếng xếp đầy mâm từ những trang mạng xã hội đó sau quá trình tìm hiểu chúng tôi đã tìm cách gặp trực tiếp một số đối tượng chuyên buôn bán các sản phẩm từ hổ được cho là có máu mặt trong số đó có tê một chùm ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể ngồi một chỗ mà bán hàng toàn quốc qua mạng xã hội. Màn trào hàng hoành tráng, với tư cách là những vị khách sộp, muốn lấy hàng là các sản phẩm từ hổ với số lượng lớn. Sau nhiều nỗ lực chúng tôi đã liên hệ được với chùm tê, qua gọi điện và nhắn tin, tê chia sẻ luôn. Nếu là mèo thì em lấy anh 8 triệu đồng cả bình luôn, em nói rất thật, còn hổ con thì em lấy 70 đến 80 triệu đồng. Em đảm bảo với anh 100% là hàng ngâm rượu mới nước một con cọp hổ em để ở Long An. Còn tay gấu và linh miêu thì để ở nhà em, con hổ này em lấy từ bên Lào về, ngoài các sản phẩm từ hổ thì một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh còn quảng cáo bán hổ ngâm rượu nguyên con với giá lên đến hàng chục triệu đồng. Khách mua chỉ cần alo là có hàng tận nơi, ảnh HA tay cọp em còn một cái, giá trăm mấy chục triệu cọp ngâm rượu thì chỉ còn một con duy nhất tay gấu thì còn hai cái vào đây em mời anh nhậu hết các loại rượu luôn cao hồ sừng tê giác cao sư tử cái gì cũng có xem hàng xong nghĩ ra nhiều cách để từ chối không lấy hàng ngay chúng tôi xin phép tê ra về trong lúc chào tạm biệt tê nói hôm nay cũng có mấy đại gia ở đờ tê lên xem hàng còn nếu các anh đồng ý mua thì em vận chuyển ra cho anh không nhanh là em bán hết sau khi quảng cáo và có vẻ thẩm định kỹ về nhóm khách hàng chúng tôi Trùm T đã lái ô tô ra tận sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đón khách sộp, gặp nhau. T hồ hởi, các anh yên tâm, không phải lo, nếu anh mua bán gì em chuyển đến tận nhà cho anh luôn. Hàng của bọn em toàn loại tốt, trước khi di chuyển xuống Long An, người bán hàng dẫn nhóm phóng viên chúng tôi đến nhà riêng ở quận 6. Thành phố Hồ Chí Minh xem các bình rượu ngâm hổ, mèo rừng và rắn hổ mang chúa, tại đây, anh ta tiết lộ thêm. Số hàng này em lấy từ bên Lào, Campuchia, họ thịt hết rồi mới vận chuyển về, chứ để con sống chuyển đi rất nguy hiểm. Nếu có ai đặt hàng nguyên con còn sống, mình phải xem đại gia nào chịu chi thật sự mới được. Vì giá nó sẽ đội lên rất cao, theo quan sát của phóng viên, ngoài hổ, mèo rừng được tê ngâm trong bình rượu. Thì rất nhiều rắn hổ mang chúa có trong lượng trên dưới 10kg cũng được tửu táng cuồn cuộn có những bình rượu cỡ lớn được tê giới thiệu ngâm những cá thể rắn hổ mang chúa có trọng lượng lên đến gần 20 kg. Mỗi bình rượu rắn như vậy, tê cho biết giá bán hơn 30 triệu đồng, tê cũng cho biết, mặt hàng rượu rắn bán rất chạy vào mỗi dịp cuối năm. Chủ yếu là đại gia, quan chức mua để biếu tặng, vờ chê những chú rắn hổ mang chúa ngâm rượu. Chúng tôi được dẫn đến khu vực ngâm hổ và mèo rừng, nhấc con mèo rừng và một con hổ con từ trong bình rượu ra, T nói, con hổ 88 triệu đồng, con mèo rừng 10 triệu, rồi nhanh chóng đóng nắp bình rượu, hàng cấm này nhiều người biết nguy hiểm lắm T thành thật. Mình làm việc này không đơn giản nhưng chưa bị bắt giữ lần nào, các anh cứ cân nhắc và cứ yên tâm tin tưởng ở em. Chùm T, sau khi cho xem hàng ở nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, T lái xe đưa nhóm phóng viên di chuyển hơn 60 km về Long An. Suốt quãng đường đi, chúng tôi chỉ nói chuyện về rượu ngâm động vật và công dụng đồn thổi của nó. Sau hơn một giờ chạy xe, đến một điểm để hàng của T, chúng tôi thấy một con hổ ngâm rượu khá lớn. T nói con hổ này có giá đến 2 tỷ đồng, chúng tôi bày tỏ lo ngại khâu vận chuyển từ trong Nam ra Bắc. T lập tức chấn an, nếu anh mua hàng, em sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển ra tận nhà, sau khi anh đặt cọc. Bao giờ hổ ra đến nơi, anh nhận hàng mới phải trả nốt, hàng này mà không có cửa đi lại các anh không mang ra Hà Nội được đâu, hàng nguyên chất, hổ còn nguyên máu khi ngâm, dầu ria chúa Sơn Lâm vẫn đầy đủ cả đấy. Như Tê nói, nếu khách có nhu cầu mua thì chuyển xe khách thích đi đâu cũng được, mình đóng thùng hàng. Xung quanh có xốp, gửi xe khách quen đã lâu, anh em cũng làm luật các thứ, nếu anh lấy ba con hổ. Em lấy ô tô từ em lái xe trở ra tận nơi cho anh, tiền thì chuyển khoản Tê khẳng định. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.